trong dải ngân hà của chúng ta, ước tính tồn tại khoảng 200 tỷ ngôi sao đang phát sáng. Trong vũ trụ thì có khoảng 100 tỷ hoặc thậm chí cả 1.000 tỷ các thiên hà đang tồn tại. Vậy thì tính ra các ngôi sao đang tồn tại trong vũ trụ nhiều tới mức chúng ta không thể nào đếm nổi. Với số lượng nhiều như vậy thì để phân loại được chúng cũng là một bài toán khó khăn. Có những ngôi sao rất lớn, lớn gấp cả triệu lần mặt trời. Cũng có những ngôi sao còn nhỏ bé hơn cả trái đất. Có những ngôi sao chỉ tồn tại trong vòng vài triệu năm hay vài trăm ngàn năm. Nhưng có những ngôi sao lại già ngang ngửa tuổi của vũ trụ. Hầu hết tất cả các ngôi sao đều cách rất xa hệ mặt trời. Xa đến nỗi, ngôi sao gần nhất cũng cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Tức là xấp xỉ 37.000 tỷ km. Với con tàu vũ trụ nhanh nhất hiện tại, chúng ta sẽ mất gần 4.000 năm để di chuyển tới đó. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các vì sao. Mặt trời là một ngôi sao gần trái đất nhất. Nó cách chúng ta một khoảng bằng 149 triệu 600 ngàn km. Ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút 19 giây để đến trái đất. Mặt trời cũng có cấu tạo giống như các ngôi sao khác. Nó là một khối cầu plasma, một lò phản ứng hạt nhân siêu nóng. Và thành phần chủ yếu của nó là hydro chiếm 73%, heli chiếm 24%. Còn lại là các nguyên tố khác như oxy, carbon, sắt, lưu huỳnh, silic, magie, nitơ và neon. Vì là một quả cầu plasma nên bề mặt của mặt trời luôn ở dạng plasma và không ổn định. Nó có trọng lực rất lớn, càng vào trong lõi thì vật chất càng đậm đặc. Trạng thái plasma chuyển dần sang rắn phân bố đều từ vỏ đến trong lõi. Có thể sắp xếp mặt trời vào nhóm sao lùn vàng, lùn vì kích thước, còn vàng thì vì màu sắc. Mặt trời hoạt động tương đối ổn định và có tốc độ quay chậm. Một vòng quay của nó kéo dài từ 25 đến 35 ngày tùy theo chu kỳ hoạt động. Vận tốc xích đạo là 1994 km/giây. Đường kính của mặt trời là 1.400.000 km, gấp 109 lần trái đất. Nhiệt độ bề mặt khoảng 5.700 độ, nhiệt độ tâm khoảng 13 triệu độ và nhiệt độ vòng nhật hoa khoảng 5 triệu độ. Mặt trời chiếm 99% khối lượng của hệ mặt trời. Cái mà chúng ta gọi là hệ mặt trời thực ra chỉ bao gồm mặt trời và vài cái chấm nhỏ. Ngôi sao gần hệ mặt trời nhất là Alpha Centauri, một hệ gồm 3 ngôi sao là Alpha Centauri, Beta Centauri và Proxima Centauri. Alpha Centauri cách chúng ta khoảng 4,3 năm ánh sáng. Trong đó Alpha và Beta có kích thước và nhiệt độ xấp xỉ mặt trời. Còn Proxima thì là một ngôi sao lùn đỏ, có kích thước và nhiệt độ nhỏ hơn rất nhiều. Vào tháng 10 năm 2012, chúng ta đã phát hiện ra một hành tinh có khối lượng xấp xỉ trái đất quay xung quanh Beta Centauri. Tuy nhiên nó ở một quỹ đạo quá gần, nó chỉ mất 3,2 ngày để quay một vòng quanh ngôi sao chủ. Nó quá nóng để duy trì sự sống sinh học, và chúng ta đang cố gắng để tìm ra các hành tinh khác. Khoảng cách 4 năm ánh sáng không phải là quãng đường đủ gần để chúng ta có thể du hành khám phá hệ sao này, ít nhất là với công nghệ hiện tại. Tuy nhiên, nhà vật lý học thiên tài Stephen Hawking đang miệt mài nghiên cứu và ông tin rằng trong vòng 200 năm tới, con người có thể du hành tới hệ sao Alpha Centauri. Với ông, 4 năm ánh sáng không phải là khoảng cách quá xa xôi và hệ sao này là một nơi tuyệt vời để con người có thể bắt đầu kỷ nguyên chinh phục các vì sao. Tiếp theo, hãy đến với ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của chúng ta, Sirius. Sao Sirius, hay sao Thiên Lang, theo cách gọi của người Hy Lạp sẽ là chó trời. Vì sao lại là chó trời? Vì ngôi sao này nằm trong chòm sao Đại Khuyển, mang hình dáng một con chó lớn. Nếu bỏ qua ánh sáng của mặt trăng và sao Kim, thì sao Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà chúng ta có thể quan sát được. Sirius là một hệ sao đôi gồm Sirius A và B, cách hệ mặt trời khoảng 8,6 năm ánh sáng. Đây là một hệ sao khá mới, chỉ hình thành cách đây khoảng 200 đến 300 triệu năm. Sao A có kích thước gần gấp 2 lần mặt trời và độ sáng gấp đến 25 lần mặt trời. Nhiệt độ bề mặt của sao Sirius A là 9.700 độ, còn sao B lại là một ngôi sao lùn trắng. Đường kính còn nhỏ hơn cả trái đất. Vào khoảng 120 triệu năm trước, sao Sirius B là một ngôi sao khổng lồ đỏ tầm trung. Nó đã tiêu tốn hết nhiên liệu của mình và sụp đổ thành một ngôi sao lùn trắng. Sao lùn trắng tuy có kích thước nhỏ và nhiệt độ thấp, nhưng có khối lượng vô cùng lớn. Với đường kính tương đương trái đất, nhưng khối lượng của nó sẽ ngang ngửa với mặt trời.
Tuy phản ứng hạt nhân trong lõi không còn để chuyển đổi vật chất, cụ thể là carbon, nhưng sao vẫn có màu trắng bởi vì nó vẫn còn rất nóng. Nhiệt độ bề mặt khoảng 6.000 độ. Sau hàng triệu năm, ngôi sao sẽ nguội đến mức không còn phát sáng nữa, và nó sẽ trở thành một quả cầu kim cương siêu nặng, với trọng lực và mật độ vật chất rất lớn. Chỉ một lượng vật chất nhỏ như hạt đậu cũng nặng đến gần 1,4 tấn. Như vậy, nếu một người nặng khoảng 55kg tại trái đất, thì trên sao lùn trắng anh ta sẽ nặng khoảng 36.000 tấn. Sao lùn trắng được dự đoán sẽ là tương lai của mặt trời trong vòng 5 tỷ năm nữa. Những ngôi sao có kích thước, khối lượng nhỏ và vừa như mặt trời sẽ không đủ năng lượng để xảy ra một siêu thiên tinh ngoạn mục, mà sẽ là một vụ đôi nhỏ làm mất lớp bọc bên ngoài. Thứ còn lại chỉ là phần lõi siêu nặng toàn carbon và oxy. Tuy Sirius là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của chúng ta, nhưng nó không phải là ngôi sao sáng nhất vũ trụ con người từng biết tới. Vị trí sáng nhất vũ trụ là của ngôi sao R136A1, nằm trong siêu quần tinh R136 và thuộc chòm sao Dorado. Cụm sao này nằm trong tinh vân Tarantula và nằm trong đám mây Magellan lớn. Đây là một ngôi sao khổng lồ xanh, nhiệt độ bề mặt của nó lên tới 56.000 độ, gấp 9 lần mặt trời, và độ sáng thì gấp gần 8 triệu lần mặt trời. Nằm cách hệ mặt trời 165.000 năm ánh sáng, với bán kính gấp 29 lần mặt trời và khối lượng thì gấp 315 lần. R136A không những là ngôi sao sáng nhất mà còn là ngôi sao nặng nhất vũ trụ con người từng biết tới. Nó cũng là một ngôi sao rất trẻ, chỉ khoảng 1,7 triệu năm tuổi. Với nhiệt độ bề mặt như vậy, nó làm mất khối lượng của mình rất nhanh, ước tính tốc độ thất thoát khối lượng của nó gấp 1 tỷ lần mặt trời. Nói đến ngôi sao sáng nhất thì cũng sẽ có ngôi sao tối nhất. Vị trí đó thuộc về ngôi sao Haumas J5023-1403. Đây là một ngôi sao lùn đỏ, cách chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng, với bán kính còn nhỏ hơn cả Mộc Tinh, chỉ 125.000 km. Nhiệt độ bề mặt xấp xỉ 2.000 độ. Đây là một ngôi sao rất mờ, không thể nhìn bằng mắt thường. Nó chỉ bị phát hiện khi chúng ta sử dụng kính viễn vọng có độ nhạy cảm lớn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với ngôi sao lớn nhất vũ trụ. Có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ ngay tới ngôi sao V Canis Majoris. Đây là một ngôi sao siêu khổng lồ, thuộc nhóm sao cực siêu khổng lồ tím. Nhiều tài liệu ghi là cực siêu khổng lồ đỏ, cách hệ mặt trời khoảng 4.900 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Đại Khuyển. Nó có kích thước gấp 2.100 lần mặt trời. Nếu so sánh với hệ mặt trời, thì ngôi sao này sẽ trải rộng đến tận quỹ đạo của sao Thổ. Đường kính của nó lên tới 2 tỷ km, và ánh sáng phải mất 8 giờ đồng hồ mới đi hết một vòng chu vi của ngôi sao này. Nhiệt độ bề mặt khoảng 3.000 độ. Tuy có nhiệt độ không cao, nhưng vì là một ngôi sao siêu khổng lồ, nên sao V cũng được xếp vào top những ngôi sao sáng nhất vũ trụ. Cũng như các ngôi sao khổng lồ khác, sao V đang mất dần khối lượng theo thời gian. Các nhà khoa học dự đoán ngôi sao này sẽ biến thành một siêu thiên tinh vào năm 3200. Với những con số đáng khâm phục như vậy, nhưng sao V Canis Majoris không phải là một ngôi sao lớn nhất vũ trụ. Thậm chí vị trí thứ hai cũng không thuộc về nó. Lớn hơn sao V và lớn thứ hai vũ trụ từng được con người biết tới đó là sao NML Cygni, là một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, nằm trong chòm sao Thiên Nga. Nó có kích thước ước tính gấp 7.000 lần mặt trời, cách trái đất 1.600 năm ánh sáng. Nếu đặt vào hệ mặt trời thì ngôi sao này sẽ chiếm trọn quỹ đạo của Hải Vương Tinh. Ánh sáng phải mất 80 giờ mới đi hết chu vi của ngôi sao này. Ước tính ngôi sao này sẽ trở thành siêu thiên tinh vào năm 3050. Cuối cùng, ở vị trí số 1, đánh bại hai đối thủ khổng lồ để giành danh hiệu ngôi sao lớn nhất vũ trụ. Đó là ngôi sao Ui Scuti. Đây cũng là một ngôi sao cực siêu khổng lồ tím, thuộc chòm sao Scutum, cách trái đất 9.500 năm ánh sáng. Nhiệt độ bề mặt xấp xỉ 3.300 độ. Kích thước của ngôi sao này gấp 120.000 lần mặt trời. Nếu đặt vào hệ mặt trời thì nó sẽ chiếm trọn quỹ đạo của hệ mặt trời, và ánh sáng phải mất 400 giờ mới đi hết một vòng chu vi của ngôi sao này. Nếu như trái đất của chúng ta to bằng một quả bóng chuyền, thì ngôi sao Ui Scuti sẽ gấp 4 lần dãy núi Everest. Ước tính, ngôi sao này sẽ trở thành siêu thiên tinh vào năm 2900 hoặc có thể sớm hơn. Tuy kích thước gấp 120.000 lần mặt trời, nhưng sao Ui Scuti chỉ nặng hơn mặt trời có 32 lần, tức là tỷ trọng của ngôi sao này còn nhẹ hơn cả nước. Với đặc điểm này, sao Ui không những là ngôi sao lớn nhất vũ trụ mà còn là ngôi sao nhẹ nhất vũ trụ. Có thể, trong tương lai con người sẽ phát hiện ra được những ngôi sao còn to lớn hơn cả sao Ui Scuti. Nhưng cho tới nay, nó vẫn là ngôi sao khổng lồ nhất mà con người từng biết tới.
Hơn nữa, tất cả các ngôi sao kể trên đều nằm trong ngân hà của chúng ta. Ngoài vũ trụ, còn cả tỷ các thiên hà khác đang đợi chúng ta khám phá. Trên đây là video tìm hiểu về các vì sao, đâu mới là ngôi sao lớn nhất vũ trụ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay góp ý thêm, các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách comment dưới video. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Đừng quên subscribe Thư viện Thiên Văn để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.